từ trước tới nay là chưa treo bao giờ, bây giờ là lần đầu tiên mới treo cờ rủ quê hương của Thủ tướng Phan Văn Khải. Nên mình tưởng niệm một người bác mình đã ra đi, nên ai ai cũng có cái hướng để mà khi mà người mất rồi mình phải tưởng niệm, là mình phải treo cờ lên để mình nhớ cái công ơn của bác.